Tiếp theo, cô mời các con chúng ta sẽ chuyển sang 4 cái lesson cuối cùng trong Unit 3 nha. Lesson 5. Nào, number 10, listen to the story. Như vậy, trong cái bài này, các con hãy cùng nhau lắng nghe câu chuyện và sau đó hãy cùng nhau đọc theo cô nha. Đây chính là pilot, là phi công nha các con. Đó, tiếp tục. Oh, this is my mom. She's a teacher. Cô có từ teacher. Teacher. Teacher là giáo viên nha. And this is my aunt. She's a doctor. Doctor. Còn đây là cô của tôi. Cô ấy là một bác sĩ. Như vậy, các em sẽ học 3 từ vựng nữa cho cô. Có từ pilot là phi công, teacher là giáo viên và doctor là bác sĩ nha. Rồi, các em sẽ cùng nhau phân vai và luyện đọc cho cô nhé. Tiếp theo, trong cái lesson 6 thì bài số 12 đây. Yêu cầu các em hãy cùng nhau lắng nghe và sau đó tích vào cho cô. Chúng ta sẽ có 4 người tương ứng với những cái công việc khác nhau, đúng chưa? Nhiệm vụ của con sẽ là nghe xem là nghề nghiệp của họ là gì nha. This is my dad. He's a doctor. This is my mum. She's a pilot. This is my mum. She's a vet. This is my dad. He's a teacher. Ok, rồi nếu như các con mà chưa nghe được thì các con hãy cùng nhau bấm lại một lần nữa để cho các con có thể nghe lại một lần nữa rõ hơn nha. Rồi, còn bạn nào mà đã làm xong rồi thì chúng ta cùng nhau xem đáp án với cô nhé. Đây, như vậy cô có đáp án như sau, number 1 của mình nào. This is my dad. He's a doctor. Như vậy cô có nè, đây là bố của tôi và ông ấy là một doctor. Như vậy doctor chính là bác sĩ, đúng chưa các con? Doctor, he's a doctor. Con trai thì chúng ta dùng từ he, còn con gái thì chúng ta dùng từ she nha. Rồi, tiếp theo, this is my mom. Mẹ nè, she's a pilot. Chúng ta có từ pilot là phi công, đúng chưa? Như vậy tương ứng với bức tranh số 2 đây nha. Đó, she's a pilot. Number 3 nào, số 3. This is my mom. She's a vet. Đây, như vậy các con sẽ học thêm cho cô một cái từ nữa, đó là từ vet. V-E-T. Vet. Vet có nghĩa là bác sĩ thú y nhé. Đó, các con hãy viết vô cho cô cái từ này để học thuộc nè. Vet. Và number 4, số 4 của mình nha. This is my dad. He's a teacher. Đó, như vậy cô có cái từ teacher, có nghĩa là giáo viên, đúng chưa? Tương ứng với number 4, số 4. Rồi, bạn nào làm giống cô thì cô khen nha. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái bài số 13. Draw and say.